Chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. Một WHO điều tra báo cáo COVID-19 lây lan ngoài Trung Quốc từ tháng 10 năm 2019. 2. Nữ giáo viên Hà Nội dành 24 tiếng làm 1.100 bánh ngọt gửi đến tâm dịch Bắc Giang. COVID-19. WHO điều tra báo cáo COVID-19 lây lan ngoài Trung Quốc từ tháng 10 năm 2019. WHO đã yêu cầu xét nghiệm lại các mẫu thử thu thập từ một nghiên cứu được thực hiện ở Italia. Thử nghiệm này đã đặt ra một khả năng rằng virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể đã xuất hiện bên ngoài Trung Quốc từ tháng 10 năm 2019. Thông tin này được công bố trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng liên quan tới cuộc điều tra nguồn gốc của đại dịch vốn đã khiến 3 triệu người thiệt mạng trên toàn cầu. Tuần trước, chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu cộng đồng tình báo nước này mở cuộc điều tra riêng về khả năng virus SARS-CoV-2 có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc bởi một sự cố. Ca COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán, Hồ Bắc Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, trong khi theo dữ liệu chính thức, bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia bị xác nhận mắc bệnh vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một thị trấn nhỏ gần Milan. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố hồi năm ngoái cho biết kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 hoặc biến thể của virus dường như đã xuất hiện ở Italia từ tháng 10 năm 2019. Truyền thông nhà nước Trung Quốc sau đó đã viện dẫn nghiên cứu trên để đưa ra giả thuyết rằng virus corona có thể không có nguồn gốc từ Trung Quốc, mặc dù các nhà khoa học Italia nhấn mạnh rằng kết quả cuộc điều tra đặt ra câu hỏi về thời điểm virus lần đầu lây lan, chứ không phải là địa điểm. Đại diện WHO xác nhận họ đã liên lạc với các nhà nghiên cứu đăng tải bản báo cáo. Việc hợp tác với các phòng thí nghiệm đối tác đã được thiết lập để thực hiện các xét nghiệm. WHO cho hay các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ công bố một bản báo cáo bổ sung trong tương lai gần. Phía WHO cho biết đã liên lạc với mọi nhà nghiên cứu từng công bố các báo cáo hoặc đăng tải thông tin về những mẫu xét nghiệm thu thập từ năm 2019 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, WHO chưa đưa ra kết luận cuối cùng về động thái này. Hà Nội, nữ giáo viên Hà Nội dành 24 tiếng làm 1.100 bánh ngọt gửi đến tâm dịch Bắc Giang. Ngày 22 tháng 5, Bắc Giang ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục. Gần 400 công nhân được cách ly, khoanh vùng tại các nhà máy, khu công nghiệp có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Hơn lúc nào hết, chị Đặng Thúy Hằng, 36 tuổi, Hà Nội cảm nhận rõ rệt ý thức dân tộc khi người dân cả nước đều đang chung tay hướng về Bắc Giang. Chị hy vọng sẽ có càng nhiều những tấm lòng nhiệt huyết cùng chung tay. Tất cả thành ý, dù là nhỏ nhất, sẽ được chuyển đến tận tay những người cách ly trong gian khó. Chị Hằng kêu gọi trên trang Facebook cá nhân đề xuất tiền mặt dành để mua nhu yếu phẩm, đồ đóng hộp và mì tôm. Chị đã huy động các thành viên trong gia đình xuyên suốt một ngày làm bánh và thịt mắm. Bắt tay vào công việc, chị Hằng xin được 3 tấn bí xanh ngay lập tức trong đêm gửi về thôn Mi Điền, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chị cố gắng thúc đẩy mọi hoạt động thật nhanh để sáng hôm sau bà con trong vùng phong tỏa có thể nhận đồ tiếp tế. Chị mua nguyên vật liệu, sẵn sàng cho mẻ bánh kéo dài 24 giờ đồng hồ của mình. Mọi người đều nỗ lực hơn 100% công sức để kịp tiến độ. Sau hơn một ngày miệt mài, cả nhóm hoàn thành 1.100 chiếc bánh, 200 chai trà hoa quả, 10 kg thịt mắm tép. Số tiền kêu gọi được khoảng 20 triệu, chị mua 100 chai dầu ăn, 50 cân lạc, 200 cân gạo, 20 thùng sữa, 100 thùng mì tôm gửi đến bà con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.